Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rêu Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 9 của bộ truyện Kể một chuyện tình của tác giả Lưu Hia. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Tôi cười, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ gì đó khiến tôi phải vội hỏi Quân ngay. Thầy có nhớ buổi đấu giá từ thiện lần trước thầy dẫn em đi cùng không ạ? Có, sao thế? Thầy có quen ai ở bên tổ chức không? Em muốn hỏi cái này. Cũng có đấy, em cần hỏi gì? Thầy hỏi giúp em xem, cái sợi dây chuyền mà em biết thầy định đấu giá ấy, ai là người gửi món đồ đấy cho ban tổ chức? Ừ, mà sao tự dưng em lại muốn tìm hiểu chuyện này? Thầy cứ hỏi giúp em đi, có gì báo sớm cho em nhé. Quân nghe xong thì gật đầu, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Mấy nữa anh đặt vé cho em bay qua đây nhé, chưa nhớ lắm rồi. Để em suy nghĩ đã. Gì? Sao lại suy nghĩ gì chứ? Em không nhớ anh à? Coi biểu cảm dỗi của Quân trông đáng yêu lắm luôn ấy. Tôi nhìn anh mà bật cười đáp. Được rồi, em sẽ qua với thầy mà. Thầy cứ yên tâm đi nhá. Ừ, vậy còn nghe được. Nói chuyện với Quân xong, tôi lại lặng im ngồi với những suy tư rất khó nói. Rất muốn kể cho Quân biết chuyện của Quỳnh Mai, nhưng tôi lại do dự, ngập ngừng không nói ra. Chắc có lẽ là tôi đang cần một cuộc nói chuyện rõ ràng với cô ta, để bản thân có thể dứt khoát buông bỏ đoạn tình chị em, tình bạn có từ xưa của hai đứa. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định gặp cái cô gái mà Quỳnh Mai thuê để lừa tôi. 2 giờ chiều, tôi ghé qua chỗ siêu thị Vinmark, chỗ người đó làm. Lúc bước vào trong, tôi nhìn quanh mà không thấy người mình muốn tìm đâu, nên có hỏi bạn nhân viên ở gần đó. Bạn ơi, siêu thị mình có bạn nào tên là Tiên không ạ? À không, đợi mình xíu. Tôi lấy điện thoại ra, tìm lại bức ảnh mà lần đầu hai đứa gặp lại, tôi có chụp cùng người đó để làm kỷ niệm. Đây bạn ơi, người trong hình đứng cạnh mình đó. Bạn này làm ở đây có đúng không? Dạ đúng rồi, đây là Dung, nhân viên bán hàng của bên em ạ. À, đây bạn ấy có đi làm không ạ? Nay bạn ấy báo là nghỉ ốm, xin nghỉ từ sáng rồi. Hơi phiền một chút, nhưng mà mình muốn biết địa chỉ của chỗ bạn ấy ở được không? Bạn nhân viên nhìn tôi ái ngại. Bởi lẽ thông tin cá nhân của mỗi người là không thể tiết lộ với người lạ. Dạ không được đâu, nếu có việc gì thì chị nên gọi điện trao đổi trực tiếp với bạn ấy sẽ tốt hơn đấy ạ. Thật ra thì mình có gọi rồi mà bạn ấy không có nghe. Mình tên là Trúc, bạn của Dung. Nghe nói Dung đang đi vay tiền để trả một khoản nợ cho chồng, nên mình muốn giúp đỡ. Tôi đang nói dối như vậy đấy. Thật ạ? Thật ra thì em ở trọ ngay cạnh phòng của hai vợ chồng Dung. Mới nay toàn bọn xã hội đen đến đòi nợ thôi, cũng tội lắm. Tôi khéo léo nói thêm mấy câu nữa thì bạn đó cũng chịu cho tôi địa chỉ của Dung. Địa chỉ nhà trọ khá gần với chỗ làm nên tôi có thể đi bộ qua đấy. Đi bộ tầm 10 phút tôi cũng tìm đến nơi. Đang định đưa tay lên gõ cửa rồi gọi người ở trong ra mở cửa giúp, thì ở trong đã có người mở cánh cổng rồi bước ra, đối diện với mấy người trước mặt, khiến tôi bất ngờ, hai mắt tròn xoe. Đây chẳng phải là Tài cùng mấy tên đàn em của anh ta hay sao? Ồ, Trúc đấy hả em? Lâu quá không gặp. Sao thế? Gặp người quen mà không định chào hỏi hả em? Tôi không quen mấy người, làm ơn tránh đường đi. Mấy tên đàn em đứng sau Tài bắt đầu lên tiếng. Đại ca, con nhỏ đó lần trước để em xử lý cho. Đúng rồi, giờ nó chỉ có một mình thôi, nên dạy cho nó một bài học để trả thù vụ lần trước. Em bị chồng nó đánh gãy cả tay. Tài lắc đầu, liếc nhìn mấy tên đàn em một cái khiến bọn chúng im bặt, rồi quay lại lên nhìn tôi. Em thông cảm, chúng nó đánh đấm quen rồi, ăn nói hơi thô lỗ. Trông em càng ngày càng xinh ra đấy Trúc ạ, chắc là được chồng chăm sóc tốt phải không? Thì sao, không phải việc của anh. Ờ thì anh chỉ mừng cho em thôi mà, chứ có ai dám nói gì đâu. Chồng em quyền thế là vậy, bọn anh cũng sợ lắm chứ. Dứt lời, Tài bước đến gần sát tôi, từ từ nghiêng đầu ghé sát tai của tôi. Nhất định mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Hy vọng lúc đó em đủ tự tin để vênh mặt lên nhìn tôi như ngày hôm nay. Nói xong Tài nhếch mép nhìn tôi,
rồi đưa tay ra hiệu cho mấy tên đàn em rời đi cùng mình. Tuy không rõ ẩn ý trong câu nói của Tài là gì, nhưng đó không phải là điều tôi bận tâm lúc này. Tôi đi nhanh vào trong, tìm đến trước cửa phòng 106. Chưa gì đã nghe thấy tiếng đổ vỡ cùng tiếng cãi nhau ở bên trong đó truyền ra. Sao? Bây giờ mày muốn ly dị hả? Đúng, tôi muốn ly dị đấy. Tôi còng lưng trả nợ cho anh bao năm qua là quá đủ rồi. Người chứ có phải là trâu bò đâu mà cứ làm quần quật được chứ. Lời vừa dứt thì một tiếng tát kêu cái đốp giáng xuống mặt của đối phương. Ngay sau đó là giọng hét bù lu bù loa đầy tức giận của người phụ nữ. Anh lại đánh tôi nữa hả? Đây, coi giỏi thì anh đánh chết tôi đi luôn đây này. Lấy phải cái thằng chồng như anh tôi cũng khốn khổ lắm rồi. Ngay từ đây thì tôi ngó đầu vào xem, thì vừa hay nhìn thấy người đàn ông đang cầm con dao trong tay chuẩn bị lao về phía Dung. Nhìn trông tình hình nguy cấp trước mặt, tôi liền bước đến đứng giữa cửa phòng mà la lớn. Mọi người ơi, có người giết vợ, có người giết vợ này. Tôi đang hét to là thế thì gã đàn ông kia liền chuyển hướng mà cầm con dao đi đến trước mặt của tôi. Im, mày là con nào mà đến đây la hét hả? Tôi ngừng la hét, chân giật lùi ra phía sau. Dung nhìn thấy tôi thì liền chạy đến khuyên ngăn chồng cô ta. Đó là bạn của tôi đấy, anh bỏ dao xuống đi, đừng làm người ta sợ. Nghe xong, gã đàn ông nhìn tôi hằm hằm như kẻ thù, rồi bỗng anh ta ném con dao ở trong tay xuống đất một cách đầy cục cằn, rồi cứ thế bỏ ra ngoài mà không nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Lúc này Dung nhìn về hướng gã đàn ông đó, ánh mắt rưng rưng tuyệt vọng, nhưng rồi chợt nhớ ra tôi đang ở đây nên vội quay sang nhìn tôi cười. Cậu đến chơi đi à? Sao lại biết chỗ của tôi mà đến thế? Đừng xưng hô như vậy nữa, chúng ta không có thân thiết đến mức đó đâu. Cậu bị sao vậy? Trước đó chúng ta vẫn nói chuyện vui vẻ mà. Dung à, cô lừa tôi thế này có thấy vui không? Dung nhìn tôi đầy bất ngờ, ánh mắt có phần hoảng sợ, hai tay đan vào nhau kiểu bối rối. Cô biết chuyện rồi sao? Làm sao cô biết được tôi không phải là tiên? Vấn đề đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tôi có lời khen cho cô vì khả năng diễn xuất của cô quá tốt đấy. Chắc là Quỳnh Mai đã phải mất rất nhiều công sức để lên kịch bản cho cô diễn. Quả đúng là cô gái có bản lĩnh, lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Tôi vừa khen cô ta xong thì Dung liền bày ra vẻ mặt vô cùng thản nhiên, điềm tĩnh đến kỳ lạ, chứ không còn là sự e dè của mấy giây trước. Nếu mà cô biết rồi thì đến đây tìm tôi làm gì? Tôi vốn chỉ là người được họ bỏ tiền ra để thuê thôi. Họ yêu cầu tôi làm gì nói gì thì tôi làm cái đó. Tôi hiểu, nhưng mà có một số điều tôi muốn biết nên cần hỏi qua cô trước. Cô hỏi đi. Tôi nhìn Dung, mọi thứ đều rất bình thường, riêng chỉ có điểm quá thành thật trong cách nói chuyện của cô ta khiến tôi hơi quan ngại một chút. Rất thẳng thắn, cô không sợ gì sao? Có gì đâu mà phải sợ chứ. Bản thân tôi cũng đang chán muốn chết rồi đây. Cuộc sống này bèo với tôi quá rồi. Cách nói chuyện bất cần của Dung khiến tôi tạm tin mà đưa ra câu hỏi. Về sợi dây chuyền, cô có nghĩ là nó mất thật rồi không? Cái đó thì cô nên trực tiếp hỏi Quỳnh Mai mới biết được chính xác chứ. Tôi đang hỏi trên quan điểm của cô cơ mà, cô cảm nhận thế nào? Theo tôi thì chắc là sợi dây chuyền đó vẫn còn đấy. Mà mấy người phức tạp thật đó, cứ lừa nhau qua lại mệt hết cả người. Không lẽ trước kia hai người có thủ án gì với nhau hả? Tôi khẽ lắc đầu rồi hỏi tiếp. Tại sao cô nghĩ Quỳnh Mai vẫn còn giữ sợi dây chuyền đó? Thì tại lúc nào cô ta cũng nhấn mạnh với tôi là phải nói sợi dây chuyền đó mất rồi. Nếu nó mất thật rồi thì cần gì phải nhắc lại nhiều lần như thế? Tôi hiểu rồi, tôi về trước đây. Đợi chút. Sao vậy? Cô không trách tôi sao? Với lại hồi nãy cô không sợ chồng tôi à? Hắn ta đang tức giận như thế, lỡ mà hắn chém cô thật thì sao? Tôi nhìn Dung gật đầu mà đáp rằng sợ chứ, nhưng đó là thói quen của tôi rồi. Thấy người khác gặp nguy mà không làm gì, nó còn khó chịu hơn là việc để bản thân gặp nguy hiểm. Còn về việc trách cô hay không, nếu nói là không thì là nói dối đấy. Nhưng khi nhìn vào hoàn cảnh của cô hiện tại khiến tôi hiểu ra, mọi thứ đều có báo ứng cả đấy. Học cách sống làm sao chứ không phải hổ thẹn với con cháu sau này đi nhá. Dứt lời, tôi cảm thấy bản thân không cần thiết phải xem phản ứng của Dung sẽ thế nào, nên cứ thế mà xoay người rời đi luôn. Bầu trời hôm nay thật đẹp, giá mà không phải nghe những chuyện đau lòng thì nhất định tôi sẽ hẹn con Hạ ra ngoài đứa cắm trại, hoặc là hóng gió ở đâu đẹp đẹp một chút. Nhưng vì tâm trạng không tốt nên bầu trời có xanh đến mấy thì trong lòng tôi đó vẫn là một màu đen tối u ám mà thôi. Trong đầu tôi bắt đầu có những hoài nghi, liệu có phải Quỳnh Mai biết được thân thế thực sự của tôi rồi không,
Phải biết thì cô ấy mới làm đủ trò như thế này chứ. Nhưng nếu biết thật rồi thì tại sao lại phải giấu nhỉ? Quan hệ của chúng tôi từ bé đến bây giờ vẫn rất tốt mà. Không nói quá đâu, nhưng mà thực sự tôi còn dần coi Quỳnh Mai như em gái ruột của mình vậy đó. Về phía Dung, sau khi thấy tôi rời đi, cô ấy có một chút do dự, lúng túng trên khuôn mặt. Nhưng chỉ là một lúc thôi, rất nhanh sau đấy đã lấy điện thoại ra gọi cho ai kia. Nói đi. Cô đến gặp tôi, vừa rời đi rồi. Cô không buột miệng nói linh tinh cái gì đấy chứ? Không, tôi chỉ nói những gì mà cô dặn thôi. Cô có thể chuyển cho tôi nốt số tiền còn lại được không? Tôi muốn dùng số tiền đó để về quê sống. Tôi sẽ biến mất khỏi thành phố này, nên cô cứ yên tâm. Ok, tôi chuyển ngay bây giờ đây. Nhớ biến đi đâu đó một thời gian, sau đó quay lại, ở đây sống cũng được. Vâng ạ, tôi cảm ơn cô. Suốt dọc đường trở về nhà, điều khiến tôi mong ngóng nhất lúc này chính là cuộc gọi của Quân. Tôi muốn biết xem ai là người đem sợi dây chuyền đó lên buổi đấu giá, buổi từ thiện hôm đó. Vì tôi nhớ lại thì sợi dây chuyền được ông Toàn miêu tả có gì đó rất giống với sợi dây chuyền trong buổi đấu giá. Giờ nếu như mà mọi thứ đúng theo sự phán đoán của tôi, thì tôi chắc chắn việc Quỳnh Mai biết gì đó về nguồn gốc thật sự của sợi dây chuyền đó là có cơ sở. Và người đấu giá được sợi dây chuyền ấy cũng rất có thể là người thân của tôi, hoặc không thì cũng có hiểu biết nhất định về chúng. Vừa về đến nhà, không biết có phải là do tâm linh tương thông hay không, khi mà tôi vừa nghĩ đến Quân đã thấy anh ấy gọi đến. Tôi vội vàng chấp nhận cuộc trò chuyện rồi đưa máy lên nghe. Thầy hỏi cho em được chưa? Anh biết ngay là thế nào, em cũng đang ngóng đợi tin từ anh mà. Vâng, em ngóng dài cổ rồi đây này. Thầy mau nói đi, người đó là ai ạ? Đợi chút, mình làm một giao kèo nhỏ đi. Giao kèo gì ạ? Nếu anh nói cho em biết thì cuối tuần này em phải gói đồ đạc bỏ vào vali rồi bay qua đây với anh đấy. Em đang nhờ trợ lý đặt vé cho em rồi. Đúng là cái đồ cơ hội đây mà. Nhưng dù sao thì giải quyết xong mấy chuyện này, tôi cũng có dự định sẽ bay qua Mỹ với Quân. Vậy thì còn chần chừ gì mà không đồng ý cơ chứ? Được ạ, em sẽ qua với thầy. Đúng rồi, phải vậy mới là bé ngoan được chứ. Thầy mau nói đi. Thực ra là tôi mới hỏi xong được đấy. Chắc chắn là em sẽ rất bất ngờ cho coi. Người ấy không ai khác, chính là Quỳnh Mai nhà mình đó. Nghe Quân nói xong thì mọi thứ hoàn toàn đúng với suy nghĩ của tôi. Thế mà tôi lại thấy bối rối, bất ngờ, cứ như kiểu bản thân chưa từng nghĩ đến trường hợp đó vậy đấy. Miệng thì ngắc ngứ không nói lên câu. Có chắc chắn không thầy? Nghe hai từ chắc chắn của Quân khiến tôi không thể hoài nghi thêm bất cứ điều gì về Quỳnh Mai nữa rồi. Mọi suy nghĩ của tôi về con người của cô ta chắc chắn là đúng. Em à, em vẫn đang nghe máy đi chứ? Em, anh Trúc à? Dạ. Em đang bận gì sao? Anh gọi em nãy giờ mà không thấy em nói gì. Vâng, mình nói chuyện sau thầy nhá, em bận chút việc. Ừ. Tôi đang định ấn tắt thì giọng anh vội vã vang lên ở đầu dây bên kia mà chuyển đến tai của tôi. Mà khoan. Dạ sao thế ạ? Em phải giữ gìn sức khỏe đó nha, không có anh ở bên thì không được làm gì nguy hiểm đâu đấy. Vâng ạ, sẽ không có việc gì nguy hiểm đâu, thì đừng có lo nha. Ừ, hai ngày nữa là em bay qua đây rồi, không cần mang quá nhiều đồ đâu. Em chỉ cần bay qua là được, mọi thứ cứ để anh lo. Em biết rồi. Đi vào nhà, tôi đang suy nghĩ xem nên gọi Quỳnh Mai hay cứ qua tiệm nail gặp trực tiếp luôn nhỉ. Đang bước đi từng bước tiến về phía ngôi nhà trước mặt thì giọng mẹ chồng của tôi vang lên. Trúc à. Tôi đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói thì thấy mẹ chồng đang cầm trong tay một cái cuốc để xới đất trồng rau thì phải. Dạ. Con muốn làm vườn cùng mẹ để thư giãn đầu óc không? Dạo này mẹ thấy con cứ căng thẳng lo âu kiểu gì, có chuyện gì không vui sao con? Tôi bước về phía mẹ chồng khẽ lắc đầu nói. Dạ không có gì đâu ạ. Ừ, con có gọi về cho mẹ. Thằng bé xin phép bố mẹ cho con qua bên đó chơi ít hôm. Mẹ bảo là được thôi, sẵn tiện hai đứa đi nghỉ trang mật luôn cũng được. Con cảm ơn mẹ, chắc là chủ nhật tuần này con bay qua đó. Vậy cũng được, qua bên đấy cứ chơi cho lâu lâu vào, không cần lo việc ở nhà đâu. Vâng ạ, mẹ để con làm cho. Tôi đưa tay ra định lấy cái cuốc từ tay mẹ chồng để phụ bà xới đất thì mẹ bảo. Ở sau con còn một cái cuốc đó đấy, hai mẹ con mình cùng làm cho nhanh. Dạ vâng. Tôi cầm cuốc trong tay và bắt đầu làm theo những động tác giống mẹ chồng đang làm. Mới đầu thì còn vụng về chưa quen tay, nhưng một lúc sau thì cũng đã thành thục và chuyên nghiệp hơn. Mẹ bảo với tôi là bà ấy sẽ trồng cà chua với một ít dưa chuột, toàn mấy loại quả mà nhà tôi thích ăn thôi. Dạo này con có hay liên lạc với Quỳnh Mai không? Dạ cũng có mẹ ạ. Ừ,
con bé gặp khó khăn gì thì báo lại mẹ nha. Dạ vâng. Ngày trước, lúc dì con sắp nhắm mắt xuôi tay, con nhờ mẹ chăm lo cho con bé giúp, nên mẹ muốn nếu có thể thì có thể vừa làm bác lại vừa làm mẹ của con bé luôn. Tự dưng nghe mẹ nhắc đến Quỳnh Mai, tôi lại bắt đầu tò mò về lúc nhỏ của cô ta, bởi tôi luôn nghĩ Quỳnh Mai là con ruột của em gái mẹ tôi. Mẹ này, Quỳnh Mai là con nuôi đúng không ạ? Ừ. Con có vẻ bất ngờ nhỉ, mẹ tưởng Quân phải kể với con lâu rồi chứ. Dạ chưa, tại con không có hỏi, với lại con cứ nghĩ Quỳnh Mai là con ruột của dì. Không, dì con bị bệnh, phải cắt bỏ cả hai buồng trứng, chồng thì mất sớm, nên là trong một lần về Việt Nam chơi, dì con có ghé qua một cô nhi viện để nhận nuôi lấy một đứa. Ra là vậy. Mẹ với dì nhận nuôi Quỳnh Mai ở cô nhi viện nào thế ạ? Ở cô nhi viện Hà Cầu con ạ. Chỗ đấy mẹ hay ghé đến làm từ thiện, nên mẹ dẫn dì con qua đó luôn. Hà Cầu? Tại sao Quỳnh Mai lại ở đó nhỉ? Rõ ràng phải là cô nhi viện Thánh An mới đúng chứ. Mẹ chồng tôi nói tiếp. Con biết tại sao mẹ với dì lại nhận nuôi Quỳnh Mai không? Quỳnh Mai vốn là một đứa bé ở cô nhi viện khác, được một gia đình nhận nuôi đấy. Họ chuẩn bị qua Mỹ định cư và sống luôn ở đó, nhưng mà không biết vì lý do gì họ lại bỏ lại con bé ở sân bay. Sau đó thì được một số người hỏi han đưa về cô nhi viện cũ, thì hay tin ở đó mới bị cháy, mọi thứ đều thiêu rụi, nên họ chuyển con bé đến cô nhi viện Hà Cầu. Thì ra là vậy. Thật không thể tin là số phận của Quỳnh Mai lại éo le nhiều như vậy. Chính vì con bé là trẻ mồ côi, lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa bởi những người đã nhận nuôi, nên ta cùng với dì con đã quyết định đón con bé về. Khoảng thời gian mới đón về, con bé ít nói lắm. Đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là con bé có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, thế nên mọi người lại càng thương con bé nhiều hơn nữa. Tôi nghe mẹ kể mà cảm thấy thương quá. Phải chăng đó là lý do khiến cho tính cách tâm lý của Quỳnh Mai mới phức tạp đến như vậy? Đặc biệt là việc che giấu cảm xúc của cô ấy cực kỳ tốt. Tôi im lặng với những suy nghĩ ngổn ngang, tay vẫn tiếp tục đi cuốc đất. Lát sau tôi bâng quơ hỏi mẹ chồng một câu. Mẹ, mẹ cảm thấy tính cách con người của Quỳnh Mai thế nào? Ờ thì đó là một cô bé vui vẻ, hòa đồng, tự lập tốt, luôn cố gắng để cho mọi người thấy mặt tích cực nhất của bản thân. Thế nếu giờ Quỳnh Mai làm ra cái chuyện gì kinh khủng lắm thì mẹ vẫn yêu thương em ấy chứ? Cũng không rõ nữa, nhưng vì là con cháu trong nhà, đâu thể nói bỏ là bỏ được đâu. Thực sự mà nói thì đến bây giờ tôi vẫn không thể đoán được Quỳnh Mai đang mưu tính việc gì. Sao lại đẩy mọi chuyện đi quá xa khi mà những người bên cạnh đều thật lòng yêu thương cô ấy và coi cô ấy là một phần của gia đình. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc thì cũng đã buông bỏ, mình vẫn có thể làm lại bằng nhiều cách cơ mà. Tại sao lại dính đến mấy thứ bùa ngải đáng sợ kia chứ? Tối đó tôi do dự một hồi lâu cũng cầm máy lên để gọi cho Quỳnh Mai. Cuộc gọi đầu tiên thì đầu dây bên kia không có nghe máy. Đó là đang bận nên tôi để 30 phút sau gọi lại. Nhưng mà kết quả nhận được vẫn là không nghe máy. Thấy vậy tôi đành nhắn tin với Quỳnh Mai là bao giờ nghe máy thì gọi lại cho tôi. Đến 10 rưỡi tối điện thoại đổ chuông. Vừa cầm máy lên thấy số của Quỳnh Mai gọi đến. Tôi hít thở sâu rồi mới ấn nghe. Giọng Quỳnh Mai ở đầu dây bên kia vang lên trước. Xin lỗi chị nhé, em bận xíu nên giờ mới cầm điện thoại. Tiên à, cậu dừng lại được rồi đó, đừng có diễn nữa. Chị bị làm sao thế? Sao nói với em như thế? Mình biết tất cả mọi việc cậu làm rồi, cả việc cậu thuê Dung để lừa mình nữa. Im lặng một lúc, Quỳnh Mai nói với một tông giọng khác hoàn toàn. À, ok, nếu cậu biết rồi thì chúng ta nhận nhau thôi, người bạn lúc nhỏ của tôi. Chúng ta cần gặp nhau để nói chuyện rõ ràng đi. Sáng mai tôi sẽ qua chỗ cậu. Xin lỗi nhá, mình không có ở Hà Nội. Vậy cậu ở đâu, khi nào về? Mình có chút việc đi từ chiều rồi. Hẹn cậu chiều mai qua chung cư của mình nhá. Tắt máy nha, mình lại bận nữa rồi. Dứt lời, cô ấy cứ thế ấn tắt máy luôn mà không thèm đợi phản ứng của tôi. Trong khi tôi còn chưa hết bàng hoàng về thái độ này của Quỳnh Mai, thì ở bên kia, một chiếc du thuyền đang lênh đênh ở vịnh Hạ Long, có một cặp nam nữ đang ngồi thưởng thức chai rượu quý mới được khui ra, cùng ánh mắt trao nhau cực kỳ tình ý. Nào, cũng ly để ăn mừng, lý tưởng của chúng ta sắp thành công rồi. Người nam tiến lại gần, ngồi kế bên người nữ. Bữa nay cô ăn mặc rất mát mẻ, với bộ bikini màu trắng, cùng chiếc áo choàng mỏng bên ngoài. Vâng, mọi thứ bên anh chuẩn bị ok hết rồi chứ ạ? Tất nhiên rồi, anh cho người chuẩn bị quá kỹ, lại còn có ông già nhà anh hậu thuẫn thì em cứ yên tâm đi. Dứt lời, cả hai đều nhìn nhau cười đắc ý,
Tiếng ly va chạm vào nhau cũng được vang lên. Cả hai cùng uống cạn ly rượu trong tay. Uống xong, người nam đưa tay kéo người nữ tựa vào lòng của mình. Đến khi cô gái cảm giác được người đàn ông ấy làm tình với mình ngay tại chỗ thì liền đẩy anh ta ra, giọng nũng nịu cất lời. Vào trong đi anh, ở ngoài này lạnh lắm. Ok, cục cưng. Chiều ngày hôm sau, tôi gọi điện cho Quỳnh Mai để hỏi xem cô ấy đã về chưa. Nhưng Quỳnh Mai không có nghe máy, nên là tôi đành phải tự chủ về giờ giấc vậy. 2 giờ chiều tôi ra khỏi nhà thì tầm 2 rưỡi là tôi có mặt ở dưới sảnh của chung cư. Đợi hơn 1 tiếng, tức là gần 4 giờ chiều, tôi thấy Quỳnh Mai đi vào, trông mặt khá là mệt mỏi. Quỳnh Mai. Quỳnh Mai dừng bước quay lại nhìn tôi, vẻ mặt hơi bất ngờ. Ủa, đến rồi hả? Ừ, chúng ta cần nói chuyện. Ở đây sao? Có thể kiếm quán nước hoặc là lên nhà ngồi cũng được. Vậy thì lên nhà đi, mình đang mệt. Nói rồi tôi đi theo Quỳnh Mai lên căn chung cư của cô ấy. Cửa nhà được mở ra, Quỳnh Mai đi vào trước, còn tôi thì nhanh chóng đi theo sau. Ngồi chờ xíu nha, mình vào thăm con gái của mình một xíu. Dứt lời, Quỳnh Mai đẩy cửa phòng ngủ của cô ấy bước vào trong. Tôi thì đứng hình mấy giây vì câu nói vừa rồi của Quỳnh Mai. Thăm con gái? Ở đây là thăm cái con quỷ nhi đó sao? Nghĩ tới đây thôi mà cả người tôi khẽ run lên, da gà da ốc là nổi hết cả lên, sống lưng còn thấy lạnh lạnh đến kỳ lạ. Nhưng vì chưa giải quyết được những thắc mắc đang lớn dần trong đầu của tôi, nên tôi phải nhẫn nhịn chịu đựng mà lặng lẽ đi lại trước ghế sofa nơi phòng khách, ngồi xuống để chờ đợi. 15 phút sau, Quỳnh Mai bước ra với bộ đồ ngủ khá là thoải mái, ngồi đối diện với tôi. Sao? Cậu muốn biết chuyện gì nào? Tôi đưa mắt nhìn người con gái trước mặt mình. Sự thay đổi chóng mặt trong cách xưng hô và thái độ nói chuyện khiến tôi chợt nhận ra, hình như đây mới là tính cách thật của Tiên thì phải. Cậu có vết thâm ở cổ kia kìa, cậu không sao chứ? Không, không có gì đâu. Và trực tiếp vấn đề đi, đừng có vòng vo nữa. Tôi biết tất cả những việc làm sai trái khuất tất của cậu rồi, cậu không sợ tôi à? Nếu mà sợ thì đã không làm. Mà làm rồi thì việc xấu thì phải xác định là sẽ có ngày bị người khác phát hiện chứ. Tôi gật đầu, cảm thán thực sự cái sự thật thà và bản lĩnh của người con gái trước mặt mình. Dù làm sai nhưng vẫn rất hiên ngang. Nếu mà cậu thẳng thắn như vậy thì mình vào vấn đề chính thôi. Cái chết của bé Nga, em gái Sơn, cả việc mẹ của cậu ấy nữa, đều là do cậu làm có đúng không? Có thể nói là như vậy. Cậu thỉnh cái thứ đó về nuôi thật đấy hả? Đó là con gái của mình, tên là Bông, chứ không phải là cái thứ gì đó kia. Đừng có gọi linh tinh, con bé không thích đâu. Nghe cái tông giọng này, quả đúng là tông giọng của một bà mẹ đang đứng ra để bênh đứa con của mình khi có người khác nói xấu. Cậu ác quá rồi đấy. Đừng nói vậy, khi mà cậu đang có tất cả. Hãy thử cảm giác mọi thứ cậu có đều phải chật vật mới có được, rồi bị người ta đàn áp khinh rẻ thì cậu mới hiểu được. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Với những quan điểm và tư duy đã lún sâu vào tiềm thức này thì có lẽ chỉ đến gặp quả báo họ mới chính thức tỉnh được thì phải. Tôi gạt bỏ suy nghĩ, sẽ dùng quan điểm bản thân để xoay chuyển lối tư duy của Quỳnh Mai, gắng giữ bình tĩnh để hỏi tiếp. Dây chuyền năm xưa mình tặng cậu lúc chia tay, cậu còn giữ chứ? Không. Cậu làm mất rồi hả? Không, mình đấu giá làm từ thiện rồi. Là buổi từ thiện lần trước có phải không? Chính là cái sợi dây chuyền đó. Ờ, là nó đấy. Tôi nhớ lại thì người mua sợi dây đó chính là bác Kiên. Theo tôi nhớ không lầm thì vợ của bác ấy mất rồi. Và nếu được lựa chọn thì tôi hy vọng bác ấy mua chúng chỉ vì hứng thú và đam mê sưu tầm một món đồ trang sức quý hiếm và có giá trị thôi. Tôi hỏi Quỳnh Mai. Nói đi, cậu nhận ra mình từ bao giờ? Từ lúc thấy bức ảnh lúc nhỏ của cậu chụp cùng với bố mẹ nuôi thì thấy quen quen, rồi tự tìm hiểu thì biết ra. Vậy thì cậu thuê người giả dạng cậu để gặp mình làm gì? Cứ để mọi thứ diễn ra bình thường không tốt sao? Bởi vì tôi không muốn cậu tìm được ra thế thật sự của mình. Tôi ghét việc cậu là tiểu thư cành vàng lá ngọc, con nhà danh giá. Nhưng vì mọi thứ cứ vô tình dần lộ ra nên tôi phải tự mình hành động thôi. Tôi nhìn Quỳnh Mai, khuôn mặt có phần mệt mỏi nhưng vẫn khá đẹp. Nhìn vào là thấy có thiện cảm ngay đấy. Nhưng mà sao tâm cơ lại khác xa với vẻ bên ngoài quá. Vậy là cậu biết ra thế của mình rồi sao? Họ là ai vậy? Bố mẹ ruột của mình họ còn sống khỏe mạnh chứ? Quỳnh Mai nhìn tôi, khóe miệng giãn ra, từ từ nhếch lên lộ rõ ý cười. Dường như biết tôi đang rất nóng lòng nên cô ấy có ý trêu đùa mà đứng lên, đi về phía tủ lạnh lấy một chai nước ra uống,
sau đó mới đi lại ngồi xuống vị trí cũ đối diện tôi. Cậu vừa hỏi tôi cái gì nhỉ? Nghe xong tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhắc lại nội dung câu nói trước đó. Tôi muốn hỏi là, cậu biết thân thế thực sự của tôi đúng không? Bố mẹ tôi là ai? Họ còn sống khỏe mạnh chứ? Không rõ nữa, chỉ biết là người đã bỏ ra số tiền lớn để đấu giá sợi dây chuyền ấy, biết rất rõ về thông tin người làm ra, cũng như chủ nhân thực sự của nó là ai đấy. Nói rõ ra đi, người mua dây chuyền đó có quan hệ gì với tôi? Muốn nghe câu trả lời thật lòng từ tôi không? Cậu nói đi, đừng vòng vo nữa. Quỳnh Mai bật cười, tiếng cười giòn tan vang vọng cả căn nhà. Hình như ông ta là bố ruột của cậu thì phải. Tôi đứng hình mất mấy giây, sắc mặt không biểu lộ rõ là đang vui hay là đang buồn, nhưng mà trong lòng tôi là sự trào dâng những cảm xúc rất lạ. Nó lâng lâng cùng với sự giằng xé của một chút vui xen lẫn chút buồn. Bác Kiên là bố đẻ của tôi, thì người con gái trong bức chân dung tôi vẽ cho bác ấy ngày hôm đó sẽ chính là mẹ của tôi. Vậy là mẹ tôi mất rồi sao? Mẹ tôi không còn trên thế gian này nữa sao? Cậu nói thật chứ? Cậu sẽ không lừa dối tôi chuyện đó chứ? Tất nhiên rồi, tôi định không nói cho cậu biết đâu, nhưng vì ông ấy bị bệnh nặng. Nói tới đây, Quỳnh Mai đưa tay lên ngắm nhìn bộ móng mới làm của mình một cách đầu hài lòng rồi nói tiếp. Chắc là cũng chả còn sống được bao lâu nữa đâu, nên coi như là tôi làm việc tốt đi, giúp hai bố con cậu đoàn tụ. Tôi không bình tĩnh được nữa, đứng bật dậy dứt khoát nói. Tôi về trước đây, tôi có việc bận rồi. Dứt lời tôi đi vội ra cửa. Khi mà cánh cửa đóng lại, cũng là lúc tôi chạy rất nhanh về thang máy để rời khỏi đây. Miệng thì liên tục lẩm bẩm. Bố, bố ơi, con về với bố ngay đây, bố chờ con nhé. Rời khỏi căn chung cư của Quỳnh Mai, tôi nhanh chóng bắt cho mình một chiếc taxi, rồi đọc địa chỉ đến nhà bác Kiên. Nhớ lại hình bóng lưng đơn độc trong lần đầu tiên gặp bác ấy, khiến tôi cảm thấy nhói lòng quá. Ngồi trong xe mà hai mắt của tôi cứ thế nhòe đi, vì lệ, nước mắt không ngừng chảy ra, khiến tôi phải đưa tay lên gạt đi liên tục. Nhưng vì quá rào rạt cảm xúc, đâm ra tôi bật khóc thành tiếng lúc nào không hay, cứ như một đứa trẻ đang đòi gặp bố mẹ sau bao ngày xa cách vậy đó. Chủ lái xe thấy vậy liền hỏi tôi. Cô không sao chứ? Cô bị chồng bỏ hay sao mà lại khóc thế? Tôi lắc đầu, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Cháu nhớ bố mẹ cháu quá. Đã rất lâu, rất rất lâu rồi cháu không được gặp họ. À, chắc là cô được gặp họ rồi nên mới xúc động như vậy phải không? Dạ vâng. Chú tài xế lái xe nghe xong thì có đưa cho tôi một ít khăn giấy. Này, cô cầm lấy mà dùng. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Xe chạy tới nơi, tuy là tôi nín khóc từ 5 phút trước đó, nhưng mà trong lòng vẫn còn thổn thức. Trả tiền xe xong, tôi mở cửa bước xuống, nhìn cánh cổng toát lên vẻ bề thế của chủ nhân ngôi nhà, khiến tôi lại thấy đau lòng quá. Tôi đã đứng và nhìn về cánh cổng trước mặt một lúc lâu, rồi mới bước những bước thật chậm, giống như đứa trẻ lần đầu chập chững bước đi vậy đó. Bước đến gần thì tôi đưa tay lên ấn chuông. Tầm 3 phút sau có người ra mở cổng cho tôi. Vẫn giống như hai lần trước đó đến đây, người mở cửa cho tôi luôn là ông Phú, quản gia. Chào cháu có việc gì không? Dạ cháu muốn gặp bác Kiên ạ. Cháu có hẹn trước không? Bình thường giờ này ông chủ không nhận tiếp khách đâu. Không ạ, cháu không có hẹn trước, nhưng mà cháu có việc rất quan trọng. Xin ông giúp đỡ cháu để cháu gặp bác Kiên được không ạ? Vậy thì không được rồi. Tôi chắp hai tay vào nhau, vẻ mặt tha thiết cầu khẩn. Cháu xin ông đấy, cháu có việc rất rất quan trọng, thật sự là rất quan trọng đấy ạ. Thôi được rồi, cháu vào đi. Cháu cảm ơn ông. Tôi mừng rỡ đi theo ông Phú vào trong nhà. Lúc vào đến phòng tiếp khách của ngôi biệt thự, ông có quay ra bảo với tôi. Ông chủ đang ở trên thư phòng tầng 2. Cháu lên đó rẽ trái rồi đi đến phòng cuối cùng là thấy. Ta phải trả cho ông chủ rồi lên sau. Dạ vâng ạ. Sau những lời cảm ơn thắm thiết, tôi đi nhanh lên từng bậc cầu thang để tìm đến thư phòng theo sự chỉ dẫn của ông Phú. Bởi vì đang nóng lòng gặp bố nên tôi không có để ý thấy bất kỳ sự bất thường nào cả. Thoáng cái tôi đến trước cửa phòng thư phòng rồi. Cửa phòng không có khóa mà tôi chỉ khép hờ. Nhưng vì phép lịch sự, tôi vẫn đưa tay lên gõ cửa. Bác ơi! Lời tôi vừa dứt thì bên trong truyền đến tiếng chạy, kèm với đó là tiếng của đồ thủy tinh bị vỡ. Sợ có chuyện gì không hay, tôi mạnh tay đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh hãi, hai mắt mở to cùng bờ môi run rẩy, làm cho hai hàm răng vô thức đập vào nhau. Khi chứng kiến bác Kiên đang nằm ở trên vũng máu,
cùng con dao vẫn còn cắm sâu trước ngực. Tôi nhanh chân chạy đến quỳ gối xuống bên cạnh, hơi thở nóng lạnh thất thường, cùng bàn tay run run đưa ra vỗ nhẹ lên má của bác Kiên. Bác ơi, bác ơi, bác không sao chứ? Quá hoảng loạn trước khuôn mặt nhợt nhạt không chút phản ứng nào của người trước mặt sau tiếng gọi của tôi, tôi run rẩy di chuyển tay của mình về phía con dao đang cắm sâu trước ngực của bác Kiên, miệng toan hét lớn để gọi mọi người đến giúp thì bất ngờ tiếng đổ vỡ vang lên gần đó. Giọng ông Phú la lớn: "Cô kia, cô làm gì ông chủ của tôi thế hả? Ông mà gọi cấp cứu đi, lúc cháu lên thì..." Tôi còn chưa nói hết câu thì ông Phú đã đến đẩy tôi ra, rồi ông ta quay sang nhìn bác giúp việc đang đứng ở ngoài mà ra lệnh: "Gọi cấp cứu đi." Nói xong ông Phú liền quay ngoắt sang nhìn tôi, ánh mắt đầy sự oán trách: "Sao cô độc ác như vậy chứ? Tại sao lại muốn ông chủ của chúng tôi?" Tôi lắc đầu liên tục vội vàng giải thích: "Không, không phải cháu, không phải cháu." Nói câu này xong thì tôi không biết phải nói gì thêm, bởi vì mọi thứ đến cùng một lúc khiến tâm trạng của tôi cực kỳ rối bời và lúng túng. Rồi xe cứu thương đến, bác Kiên nhanh chóng được đưa lên xe. Tôi cũng muốn lên xe cùng nhưng bị ông Phú đẩy ra. Chiếc xe cấp cứu rời đi cùng tiếng còi inh ỏi như muốn thổi thêm nỗi u ám vào trong cõi lòng của tôi. Khi tôi còn đang đứng thẫn thờ nhìn theo chiếc xe cứu thương đang dần đi xa thì có một chiếc taxi từ đâu đến. Người bên trong từ từ hạ cửa kính xe xuống rồi quay sang nhìn tôi: "Đi đâu không cháu ơi, chú chở đi." "Dạ, dạ có ạ." Tôi nhanh chóng lên xe rồi bảo với chú tài xế cho mình đến bệnh viện XXX nơi bác Kiên đang được đưa đến. Ngồi trong xe, tôi cố gắng gạt đi sự lo lắng của mình để có thể tĩnh tâm suy nghĩ về việc ai là người làm ra cái chuyện kinh khủng đó với bác Kiên. Tại sao mọi thứ lại có thể trùng hợp đúng lúc tôi có mặt ở đó? Sao chưa tìm hiểu gì mà ông Phú đã nói tôi là người làm chuyện đó? Hình như là có ai đó đang muốn đổ tội cho tôi. Không lẽ chuyện này là do Quỳnh Mai làm sao? Càng nghĩ tôi lại càng rối bời đến mức đưa tay lên đấm mấy cái vào đầu của chính mình vì sự khó nghĩ này. Bỗng chiếc xe bất ngờ dừng lại, tôi thấy lạ lên liền hỏi: "Chú ơi, sao lại dừng xe ạ? Cháu đang vội lắm đấy, chú đi nhanh giúp cháu với." Lời vừa dứt thì có hai gã đàn ông từ đâu xuất hiện. Bọn chúng mở cửa hai bên xe rồi ngồi kẹp tôi vào giữa. Thấy vậy tôi liền hoảng loạn mà hét lên: Mấy người là ai? Cho tôi xuống xe đi, nhanh lên." Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì thì một tên đã giữ chặt tay tôi lại. Tên còn lại thì dùng miếng khăn có tẩm thứ gì đó bịt miệng tôi, khiến tôi dần ngất lịm đi lúc nào không hay. Màn đêm dần buông xuống. Tại một phân xưởng bị bỏ hoang nằm ở phía xa trung tâm thành phố, có một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế trong tình trạng hôn mê. Chân và tay đều đã bị trói chặt bằng dây thừng rất chắc chắn, miệng thì bị dán băng dính, nhìn vô cùng đáng thương. Bên cạnh thì có ba tên đàn ông nhìn cô, cao to, xăm trổ đầy mình đứng canh giữ. Tên đô con nhất trong ba tố đó vừa quay qua thông báo với hai tên kia sau khi vừa kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với ai kia. Đại ca vừa thông báo: "Chúng ta phải trông giữ cẩn thận con nhỏ này, không được đánh đập hay có bất kỳ hành động quá khích nào. Chúng mày nghe rõ chưa?" "Vâng ạ." "Trông giữ con nhỏ này có lâu không anh?" "Chắc là tầm 3 hôm thôi. Nếu mà đại ca được lên làm chủ tịch thì sẽ thả người. Còn chúng ta thì chắc chắn sẽ được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh sau vụ này cho mà coi." Nói tới đây thì cả ba tên đó đều bật cười đầy khoái chí và phấn khích. Không biết tôi đã ngất đi được bao lâu, nhưng khi hai hàng mi cong dài của tôi khẽ có những chuyển động nhẹ, bản thân dần khôi phục lại được ý thức, tôi khẽ cau mày vì toàn thân truyền đến cảm giác đau mỏi rất khó chịu. Khi hai mắt tôi dần mở ra, đối diện với những gì trước mắt khiến tôi e dè mà lại nhắm chặt hai mắt lại. Đến khi mở mắt ra lần hai, tôi mới ý thức được tình trạng hiện giờ của bản thân. Tôi bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, nhớ đến hình ảnh của bác Kiên đang ở trong bệnh viện, chưa có rõ sống chết ra sao, khiến tôi bắt đầu có những phản ứng kháng cự, miệng thì phát ra âm thanh. Những tiếng ồn phát ra từ tôi khiến cho ba gã đàn ông trước mặt chú ý. Chúng liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang nói chuyện với nhau. "Nó tỉnh rồi đấy. Mình có nên cho cô ta ăn gì lót dạ không anh?" "Cũng được. Còn cái bánh mì pate chưa có ai ăn đâu. Mang qua cho cô ta ăn đi." "Vâng." Nói xong, một tên trong số đó bước đến trước mặt tôi. Hắn ta mạnh tay lột miếng dính ở trên miệng tôi xuống. Tôi đang định mở miệng ra hỏi những kẻ đó là ai và tại sao lại bắt nhốt tôi ở đây, nhưng vì chiếc bánh mì hắn ta đưa lên gần miệng khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Cái mùi của pate xộc thẳng vào mũi khiến tôi không kiểm soát được, mở trong bụng có thứ gì đó như muốn nôn ra ngoài. Bụng hóp lại liên tục, cùng khuôn miệng như trực nôn, khiến tôi phải quay mặt sang hướng khác để tránh thấy mùi pate. Sao thế? Mày chơi đổi sở nên không có ăn hả? Gì mà phải làm cái điệu bộ buồn nôn kinh bỉ như thế? Bỏ mặc ngoài tai lời hắn ta nói, tôi vẫn tiếp tục cơn buồn nôn của mình. Mặc dù là không có nôn ra được gì, nhưng cảm giác này thực sự rất khó chịu với tôi. Bỗng một tên đứng gần đó đi đến gần, thô bạo túm tóc ở gáy sau gáy của tôi, kéo giật ngửa ra sau. Quan sát tôi một lúc thì hắn hỏi, bầu hả? Tôi trợn mắt nhíu mày nhìn tên đó đáp, không, không có. Nhận được câu trả lời của tôi, hắn nhẹ nhàng buông tay ra khỏi tóc của tôi, rồi quay sang nhìn tên ở bên cạnh. Nó không thì ăn thôi, bỏ đi. Cứ như vậy, tôi chưa nói hay hỏi được thêm gì, bọn chúng lại lấy băng keo dán lên miệng của tôi. Nhưng việc đấy không phải là điều tôi bận tâm lúc này. Câu hỏi của gã đàn ông kia khiến tôi chột dạ. Có lẽ nào tôi vừa nghén không nhỉ? Nếu là nghén thật, tức là tôi đang có bầu sao? Tôi vẫn còn nghi ngờ về việc liệu mình có đang mang thai hay không, cho đến khi cả ngày hôm sau, những thứ bọn chúng đưa lên miệng, điều khiến tôi buồn nôn. Mặc dù cơ thể rất mệt, nhưng cái bụng đói, nhưng tôi vẫn không thể ăn được gì cả. Một tên trong số đó thấy vậy liền tỏ ra khinh tí mà hỏi lại tôi, rồi sao? Muốn ăn cái gì thì nói ra đi. Thả tôi đi, mấy người cần bao nhiêu tiền nào tôi sẽ cho. Đừng có nói linh tinh nữa. Mày biết là bọn tao chưa thể thả mày ra được mà. Cũng đừng có hỏi gì thêm, vì bọn tao chả biết cái đếch gì đâu, chỉ làm theo lệnh ở trên thôi. Cái câu khẳng định chắc nịch này khiến tôi từ bỏ việc moi chút thông tin về người đứng sau họ. Từ tối qua đến tối nay tôi chưa có được ăn gì ngoài uống chút nước, khiến tôi uể oải, thiếu sức sống thật sự. Đắn đo một xíu, tôi liền bảo với người đàn ông đang đứng trước mặt mình, bánh kem sữa chua, tôi muốn ăn bánh kem sữa chua. Lời vừa nói ra thì một tên khác đứng gần đấy tỏ ra khó chịu mà nói, giờ là hơn 11 giờ đêm rồi, mày bị điên này mà đòi ăn bánh kem sữa chua. Tên đàn ông đứng trước mặt của tôi liền lên tiếng, thế này đi, sáng mai tao mua cho mày, giờ chỉ còn cái bánh mì không có kẹp nhân hay pate gì đâu, có muốn ăn thử không? Tôi gật đầu, phải ăn cái gì đó vì đứa con trong bụng thôi. Mà nếu không phải là có bầu thì tôi cũng sẽ phải ăn vì bản thân mình, cùng niềm tin là quân nhất định sẽ đến cứu tôi, hoặc không thì tôi cũng phải bắt đầu suy tính cách trốn chạy khỏi đây. Ngày hôm sau, nhân lúc đi vệ sinh, tôi lên kế hoạch để trốn thoát, nhưng mà đen đủi thay là chưa gì đã bị bắt lại rồi. Một tên trong số đó vì quá tức giận mà tát tôi một cái mạnh. Mẹ con khốn này, mày định đi đâu hả? Dừng lại đi, đại ca yêu cầu là không được đánh đập cô ta cơ mà. Nhưng mà con đó... Thôi được rồi, trông nom cô ta cẩn thận là được. Hắn ta đi lại dặn tôi, phải công nhận là trong ba gã đàn ông trước mặt này thì vẫn có một tên còn có tình người. Ngoan ngoãn mà ở đây đi, nốt ngày mai là mày sẽ được thả. Thật, thật không? Ừ. Cứ như thế tôi lại bị bọn chúng trói lại vị trí cũ. Lúc này bên ngoài trời đã bắt đầu chìm dần vào bóng tối. Vậy là tôi bị giam ở đây 2 ngày rồi đấy. Chắc là ở nhà mọi người có đang lo lắng cuống cuồng đi tìm tôi, còn tôi thì lo và sợ lắm, cũng muốn được gào khóc về sự yếu đuối và sợ hãi trong mình. Nhưng rồi khóc cũng chẳng giải quyết được gì, cũng không thể đưa quân đến bên vỗ về an ủi. Nên tôi luôn phải tự nhủ với bản thân sẽ không sao, thần may mắn sẽ lại đến và mỉm cười với tôi thôi. Bao sư tư là thế, rồi tôi ngủ gục trên ghế lúc nào không hay. Lúc ngủ thi thoảng sẽ giật mình tỉnh giấc, nhưng rồi lại nhanh chóng ngủ tiếp. Có lẽ là do có bầu thật nên tôi cũng dễ buồn ngủ hơn. Ngày hôm sau, tức là ngày thứ 3 tôi bị giam ở đây, theo lời của mấy người họ thì hết hôm nay tôi sẽ được thả. Nên từ sáng tôi rất háo hức mong chờ, mong sao cho nhanh hết ngày để tôi còn được thả ra. Đến chiều tối, không biết là ai gọi đến mà tôi thấy sắc mặt của gã đàn ông đang nghe điện thoại ngay trước mặt của mình không được vui vẻ cho lắm. Nghe máy xong, hắn quay sang nói với 2 tên còn lại. Đại ca chuẩn bị qua đây đấy. Thật hả anh? Ừ, có vẻ mọi chuyện diễn ra không được thuận lợi lắm. Thế giờ tính sao đây? Chưa biết nữa, chờ đại ca rồi tính tiếp. Vâng. 10 phút sau, một chiếc ô tô màu đen từ ngoài chạy thẳng vào bên trong chỗ chúng tôi. Ánh mắt tôi nhìn không rời từ lúc chiếc xe đó đi vào cho đến khi xe dừng lại ở ngay gần trước mặt. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là lúc người trong xe bước ra. Đây chẳng phải là Tài hay sao? Đút tay vào túi quần, Tài Dung ung dung bước đến trước mặt của tôi cùng tiếng chào.
Đại ca ạ, có mấy tên đàn em ở ngay cạnh. Hắn nhìn tôi, miệng khẽ nhếch cùng ánh mắt sắc nhọn như điều hâu đang tia con gà con bị lạc đàn. Sau đó thì dứt khoát đưa tay ra lột miếng dán trên miệng của tôi xuống. Tạm gác lại sự đau rát sau nhiều lần bị dán băng dính trên miệng rồi lột ra, tôi nhìn Tài đầy bức xúc cùng chút bất ngờ mà lên tiếng. Anh là người bắt tôi sao? Đúng rồi, anh từng nói với em là mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà. Hy vọng lúc đó em vẫn đủ vênh mặt lên nhìn tôi, em còn nhớ chứ? Dứt lời anh ta đưa tay tát nhẹ vào má của tôi mấy cái. Giờ thì sao, vẫn rất cứng đầu thì phải. Tôi vội quay đầu qua hướng khác để tránh bàn tay của Tài. Đừng chạm cái bàn tay bẩn thỉu của anh vào tôi. Tài cười lớn, đem hai tay vỗ vào nhau một cách đầy thích thú. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn hiên ngang thế này, thì đúng là do gen di truyền thật rồi. Bảo sao lão già đó mãi không chết. Chưa có nói đầy ẩn ý của Tài, trong đầu của tôi lúc này chỉ nghĩ được bác Kiên mà thôi. Tôi vội hỏi anh ta. Nói đi, bác Kiên sao rồi? Bác ấy không sao chứ? Anh có quan hệ gì với bác ấy? Sao lại bắt cóc tôi? Còn, lão già đó vẫn còn sống đấy. Không những còn sống mà còn vừa trêu cho tao một vố rất là đau. Nói tới đây, Tài bất ngờ túm tóc tôi giật ra sau. Anh ta cúi thấp sát mặt gần với mặt của tôi. Bây giờ tao sẽ khiến cho con gái của lão ấy phải trả giá với những việc lão đã làm với tao. Mặt Tài khi ấy hầm hầm sát khí, ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Điều đó khiến cho tôi lòng dấy lên một cảm giác bất an. Anh nói như vậy là sao? Tôi không hiểu. Tài đứng thẳng dậy, thả tóc tôi ra, đứng trước mặt tôi cùng với một nụ cười có phần chua chát. Muốn biết lắm hả? Tôi gật đầu. Được thôi, coi như là anh tốt với em lần cuối, để sau tối nay đừng có oán hận cái thằng này. Tài đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời nhá nhem tối kia mà kể. Câu chuyện kể là ngày xửa ngày xưa có hai anh em nhà nọ. Người anh vì được bố ưu ái nên trước lúc chết ông ấy giao toàn bộ quyền hành quản lý công ty cho người anh. Còn người em thì chỉ được đi theo hỗ trợ mà thôi. Chính vì sự không công bằng đó nên trong một lần người anh đi công tác nước ngoài, người em đã thuê sát thủ đi theo rồi tìm cách giết hại. Khi nghe được tin đã giết thành công người anh xong thì người em ở nhà tìm cách xử lý cô vợ đang mang bầu sắp sinh của người anh để nghiễm nhiên lấy quyền quản lý công ty. Tiếc là người tính không bằng trời tính. Người anh bất thình lình sống sót trở về, biết được tất cả những gì mà người em đã làm thì vô cùng căm hận. Nhưng vì lời hứa với bố ngày trước nên không thể tự xuống tay trả thù cho vợ và đứa con sắp chào đời, nên đã nhờ đến luật pháp để xử lý người em. Kể đến đây, Tài dừng lại một lúc rồi hỏi tôi. Thế nào? Em thử đoán xem, anh và em có liên hệ gì với mấy người họ không? Nghe Tài kể, tôi dần dần hiểu ra vấn đề. Lắp ráp những gì hắn ta kể với thông tin Toàn từng kể khiến tôi dần hiểu ra vấn đề. Tôi là con gái của người anh, còn anh là con trai của người em sao? Lúc đầu anh cũng nghĩ như vậy đó. Nhưng đến sau này anh mới biết, thực ra anh là con trai của ông quản gia nhà đó thôi. Vì có một người mẹ không biết giữ mình nên con lén lút vụng trộm với người khác. Theo như lời Tài nói thì anh là con trai của ông Phú. Thế tức là xảy ra ngày hôm qua là có liên quan đến ông ta nữa sao? Vậy tức là hai bố con anh là người đứng sau vụ hôm trước có đúng không? Tài nghe tôi hỏi xong thì liền thay đổi sắc mặt, trở nên tức giận nhìn tôi. Có thể nói là như vậy. Tao định sẽ nhân dịp này tiễn ông ta về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng thật không ngờ, sau mấy nhát dao đâm như thế, ông ta lại vẫn sống sót. Đã vậy lại còn mua chuộc bác sĩ để nói rằng tình hình diễn biến xấu để lừa tao, tin việc ông ta sắp không qua khỏi. Chiều nay ở công ty có tổ chức cuộc họp cao cấp để nhằm bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị, một sự kiện quan trọng mà tao và ông Phú đã chuẩn bị từ lâu rồi, nắm chắc phần thắng ở trong tay luôn rồi. Thế mà ông ta lại đột ngột là ngồi xe lăn xuất hiện vào đúng thời khắc quan trọng và phá hỏng đến tất cả. Tại sao lại cho người bắt cóc và giam giữ tôi ở đây? Nếu mà được lên chức chủ tịch, nhất định tao sẽ thả mày ra. Vì ra thế nhà chồng mày đâu có bình thường đâu. Một phần tao cũng sợ mày làm ảnh hưởng đến cuộc họp quan trọng lần này. Còn vụ đâm lão Kiên, tao tự có sắp xếp của người nhận ra tội thôi. Nhưng không ngờ mọi sự tính toán của mình đều bị lão già ấy biết hết. Giờ tao mất tất cả rồi, thế nên có chết tao cũng phải khiến con gái của ông ta thê thảm mới được. Dứt lời, Tài đưa tay ra giữ chặt lấy gáy của tôi, rồi cứ thế mà tiến lại gần hôn lên môi của tôi. Có bất ngờ trước hành động này của Tài, tôi liền không do dự cắn mạnh lên môi của anh ta.
Lúc này tay bị tôi cắn đến mức chảy cả máu, liền không thương tiếc, giơ tay lên cao, hạ xuống tát tôi bốp một cái. Mẹ con khốn này, sẽ xem tao dạy dỗ mày thế nào. Tài cúi đầu xuống, hôn lên cổ của tôi, khiến tôi phản kháng trong vô vọng, miệng thì liên tục la lên. Cút, cút ra, đừng chạm lên người của tôi, làm ơn đó, bỏ tôi ra. Tôi gào khóc trong tuyệt vọng, nhưng điều đó dường như càng làm cho Tài thêm cuồng thú hơn. Hắn ta kéo tôi ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, đuổi tất cả mấy người đang có mặt ở đây ra ngoài canh giữ. Sau khi mọi người ra ngoài hết, Tài bắt đầu xé tan chiếc áo tôi đang mặc ở trên người ra, mắt nhìn say mê với vùng da trắng nõn nà của tôi. Tôi thì khóc lóc, liên tục lắc đầu mà nói. Đừng, đừng mà, làm ơn đừng làm chuyện đó, tôi đang có thai đấy, xin đừng làm chuyện đó. Nghe xong, Tài nhìn tôi mà nở ra một nụ cười ma mãnh. Vậy thì càng phải thử chứ. Ở một diễn biến khác, Quân sau khi biết tin Trúc mất tích liền vội vàng đặt vé trở về nước ngay. Theo lời kể thì anh biết được tin Trúc đã dùng dao đâm vào chủ tịch tập đoàn đá quý KO rồi bỏ trốn. Quân vốn không tin vợ mình làm điều đó, cô bị hãm hại nên anh càng nóng lòng về nước hơn bao giờ hết. Đây là ngày thứ 3 kể từ ngày cô mất tích. Anh gần như sắp lật tung cái thành phố này rồi mà vẫn chưa tìm ra cô. Nét mặt trông héo mòn, mệt mỏi, cùng quầng thâm mắt thấy ở rõ, nhìn thấy thương lắm luôn ý. Trước đó Quân cũng đã cho người đi tìm hiểu các vấn đề xoay quanh ông Kiên. Để tìm hiểu thêm thì biết được ông ấy đang sống một mình ở trong tư gia riêng của bản thân. Ngoài ra còn có một người cháu tên là Tài, người từng bị Quân đánh trước đó. Quân cảm giác có gì đó không ổn trong mối quan hệ này nên cũng đã cho người theo dõi Tài. Nhưng ngoài việc đi làm, lên ba vui chơi rồi lại về nhà thì không thấy cậu ta có gì bất thường cả. Lúc này khi Quân đang ngồi bất lực trên xe, trước anh là hai ngã rẽ khác nhau, nhưng anh lại thấy không biết phải đi đâu, bởi vì tâm trí của anh lúc này tràn suy nghĩ về cô. Sợ bị ai đó ức hiếp, sợ cô gào khóc ở đâu mà anh chẳng thể chạy đến để ôm cô vào. Anh rất sợ nếu cô có mệnh hệ gì, chắc là anh sẽ không sống nổi mất. Bỗng điện thoại của anh đổ chuông, thứ âm thanh ấy vô tình khiến anh bừng tỉnh trong những cảm giác tuyệt vọng. Alo, có tin tức gì chưa? Dạ, bọn em đang bám theo xe của Tài. Hắn có xu hướng di chuyển ra ngoài khu vực ngoại thành anh ạ. Gửi định vị qua cây đi, tôi sẽ qua đây ngay. Vâng ạ. Kết thúc cuộc gọi, Quân nhanh chóng lái xe rời đi luôn một cách đầy dứt khoát. Dường như hai ngã rẽ trước mặt không còn là điều anh bận tâm nữa. Chiếc xe bám theo xe của Tài bất ngờ bị lạc mất dấu. Điều này khiến cho Quân lúc đi đến thì chỉ nhận được kết quả đáng buồn. Nhưng vì có linh cảm chắc chắn có gì đó không ổn nên Quân đã huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm quanh khu này. Mất một lúc lâu thì họ cũng nhìn ra ở một phân xưởng bỏ hoang cách đó khá xa, có ánh đèn le lói bên ngoài. Người của Quân đi đến và nhanh chóng hạ gục mấy tên đang đứng canh giữ ở ngoài, sau đó thì vội vàng đi vào bên trong. Nhưng mà những gì bày ra trước mắt khiến Quân bàng hoàng. Thân người cao lớn đang nằm bất tỉnh trên nền đất chính là Tài, còn lại thì không nhìn thấy anh Trúc đâu cả. Quân hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh lớn tiếng mà gọi. Anh Trúc, anh Trúc à, em ở đâu? Giờ đã là đêm, tôi được người con gái trước mặt dẫn lên một cây cầu gần chỗ phân xưởng tôi bị giam giữ. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra mà tôi vẫn còn run sợ. Khi ấy tôi đang gào thét phản kháng lại Tài. Sức đã đuối, đã cạn, thì bất ngờ có người xuất hiện cầm cây gậy đánh mạnh vào một cái tên sau gáy của Tài, khiến anh ta gục xuống tại chỗ. Rồi cứ thế tôi được dẫn đi trong tình trạng tay bị trói, chân thì bị buộc vào một sợi dây. Người cầm đầu sợi dây ấy không ai khác chính là cô gái dẫn tôi ra khỏi đây. Ở dưới là con sông với dòng nước chảy xiết. Sợ là lỡ rơi xuống đây, chắc là lành ít dữ nhiều đây. Tôi nhìn người con gái vừa thân lại vừa xa lạ trước mặt rồi khẽ hỏi. Cậu đưa mình tới đây làm gì? Quỳnh Mai lạnh lùng quay sang nhìn tôi. Dưới ánh đèn sáng ở ngay gần đó, trông cậu ấy có phần hơi đáng sợ. Chào cô, con là Bông. Dứt lời, Quỳnh Mai liền cười tươi, giòn tan. Nghe kỹ sẽ cảm thấy âm thanh phát ra ấy giống như là tiếng cười của một đứa trẻ. Nghĩ đến đây thôi, tôi đã rùng mình run sợ, chưa dám tin là mọi chuyện có thật nên có hỏi lại. Tiên à, cậu vẫn ổn đấy chứ? Trước sự hoài nghi của tôi, người trước mặt tỏ ra tức giận mà lườm tôi một cái. Cô bị sao vậy? Con đã bảo rồi, con tên là Bông cơ mà, không phải là Tiên. Tuy rằng không rõ thực hư thế nào, nhưng mà tôi vẫn cố gắng trấn an bản thân rồi mới lên tiếng. Chào Bông, con cho cô hỏi là mẹ con ở đâu rồi? Mẹ Mai với con rồi là một rồi, cô cần hỏi gì
Mẹ con cứ nói với con là được rồi, con sẽ nói lại với mẹ. Tôi đứng nghe mà lạnh hết cả sống lưng, người cứng đờ ra không biết phải nói gì tiếp. Bàn tay Quỳnh Mai đưa ra chỉ về phía bụng của tôi. Trong đó có hai em bé đấy, một trai một gái, đáng yêu lắm. Cô nói này thật sự là nghe rất quen. Nhớ không lầm thì từng có người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ của tôi đã nói ra điều này với tôi rồi. Sao con biết? Cái gì con chả biết, con có nhiều năng lực siêu nhiên lắm. Mà cô này, nếu bây giờ con cùng cô nhảy xuống đây thì sao cô nhỉ? Con thích bơi lắm. Tôi lắc đầu trong run sợ mà đáp. Không, không được đâu. Tại sao chứ? Ở dưới này có mấy bạn nhỏ đang vẫy tay chào chúng ta kìa. Chắc họ sẽ rất vui khi thấy con và cô cùng đi xuống chơi đấy. Không, không được đâu. Câm miệng, hôm nay cô nhất định phải đi cùng với con. Tôi sợ, sợ tới mức hai mắt rưng rưng khóc. Không, cô không muốn chết đâu con ơi. Cô còn em bé ở trong bụng cô nữa, chúng cần được sống. Vậy hả? Quỳnh Mai đưa mắt nhìn xuống bụng của tôi, rồi bâng quơ nói. Cô sẽ là một người mẹ tốt chứ? Tất nhiên rồi con, cô sẽ là một người mẹ tốt. Có phải ai cũng sẽ là người mẹ tốt không cô? Sao lại phá bỏ con? Tại sao năm xưa người đó lại phải chọn phá bỏ con? Thật là khó tin, tôi có thể nghe được những câu trách cứ này từ một đứa trẻ không may bị phá bỏ khi còn ở trong bụng của mẹ, rồi được người khác mang về luyện thành cu ma thông. Nhưng cảm xúc của tôi dành cho câu hỏi này thật sự là rất chân thật, giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ bình thường vậy đấy. Có thể năm xưa mẹ con có nỗi khổ riêng nên mới phải làm chuyện đó. Không phải đâu, họ ghét con nên mới làm như thế đấy. Tất cả mấy người đều là người xấu, đều phải chết mà thôi. Cô biết là việc người đó phá bỏ con là không đúng, nhưng con không thể dùng sự trai trái đó để nói về tất cả mọi người. Ví dụ như là mẹ của cô, bà đã không tiếc hy sinh thân mình để cho cô được sống đến ngày hôm nay. Khi tôi còn chưa nói hết thì người trước mặt tôi lớn tiếng cười, một điệu cười ngây ngất khiến cho cơ thể của Quỳnh Mai rung lắc liên tục. Anh Trúc à, ban hôm qua cậu vẫn như vậy nhỉ? Vẫn luôn ngốc nghếch và dễ tin người ghê. Mà không hiểu cậu nghĩ cái quái gì mà lại dùng mấy cái triết lý vớ vẩn đấy để khuyên nhủ con gái của tôi cơ chứ. Cậu lừa tôi sao? Đúng vậy, tôi đã do dự không biết phải đối mặt với cậu thế nào. Nhưng vì cậu quá ngốc nên tôi không muốn lừa cậu nữa. Nói rồi Quỳnh Mai lặng lẽ đưa mắt nhìn xa xăm về phía con sông trước mặt. Cậu biết không, ngay từ nhỏ tôi đã cực kỳ ghen tị với cậu. Tất cả những đứa trẻ cô nhi viện đều muốn được chơi cùng cậu. Lúc nào cậu cũng biết cách để biến bản thân trở thành sự chú ý của tất cả mọi người. Tôi đã cố gắng thể hiện rất tốt để gặp vợ chồng ấy, nhận nuôi mình. Thế nhưng cuối cùng họ lại chọn cậu. Vì sao mọi sự yêu quý hay những gì tốt đẹp tôi muốn thì cậu đều dễ dàng có thể có được thế hả? Nói tới đây thì Quỳnh Mai bỗng bật khóc. Chắc phải là uất hận và ghét tôi lắm thì cậu ấy mới nói bức xúc như thế này. Điều mà tôi không ngờ nhất chính là việc gặp lại cậu của hiện tại. Tại sao cậu lại một lần nữa có tất cả, còn tôi thì lại chẳng có gì? Cậu có một người chồng yêu thương mình nhất mực, một gia đình chồng tâm lý, một tổ ấm hạnh phúc. Trong khi đó tôi lại có được một cuộc hôn nhân thất bại, bị nhà chồng phân biệt đối xử, để đứa con trong bụng của mình cũng không có thể bảo vệ nổi. Những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên má của Quỳnh Mai, tiếng nấc uất hận một chốc một lại vang lên, khiến cho người đối diện cảm thấy người con gái ấy vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Nhìn cậu ấy của bây giờ khiến tôi không kiềm lòng được mà khóc theo. Tiên à, cậu luôn gọi tôi là một kẻ ngốc dễ tin người, nhưng thực ra cậu mới là kẻ ngốc đấy. Sao lại cứ đem bản thân của mình so sánh với tôi thế? Sao lại cứ dồn thời gian vào mấy cái thứ ngớ ngẩn đó nhỉ? Tại sao lại luôn thấy bất hạnh của bản thân để cho phép mình làm cái chuyện xấu xa hại người chứ? Cậu có biết là tôi cũng phải chịu rất nhiều mất mát như thế nào không? Tôi nấc lên mấy tiếng, cùng sự thổn thức đang dần xâm chiếm trái tim mà nói tiếp. Mẹ đẻ của tôi vì bảo vệ tôi mà không tiếc hy sinh tính mạng. Bố Kiên, bố đẻ của tôi thì phải sống cô độc hơn 20 năm qua, trong khi tôi là con gái mà không hề biết đến sự tồn tại của họ. Ở nhà bố mẹ nuôi, tuy là bố mẹ rất quý tôi, nhưng con trai của họ thì không như thế. Cũng từng nhiều lần hơi khó dễ với tôi. Lúc mới lấy Quân, tôi đúng đâu hề có được tình yêu của anh đâu. Nhưng tôi vẫn vui vẻ, không có oán trách ai cả, luôn dùng sự chân thành của bản thân để mà đối đãi với tất cả đó thôi. Tôi nói nhiều như vậy với cậu không phải là để kể khổ, mà tôi chỉ muốn nói là không có thứ gì là hoàn hảo tuyệt đối. Thế nên đừng biến cuộc đời người khác là giấc mơ để mình phải ngủ mơ mới được. Tiên lắc đầu, sự tuyệt vọng và tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy.
mọi thứ đi quá xa rồi. Tôi của bây giờ không thể nghĩ và làm được gì nữa. Đúng lúc này, giọng nói quen của ai đó chuyển đến chỗ chúng tôi. Anh Trúc à, em ở đâu? Cả tôi và Tiên đều đưa mắt nhìn về phía đó, thấy một nhóm người đang soi đèn pin đi về phía chúng tôi. Tiên nhìn qua tôi, khẽ nở ra một nụ cười tươi rất bình yên mà nói. Cậu phải sống hạnh phúc thay phần tôi nữa nhé. Ngay câu này tôi có chút hoài nghi, liệu Tiên định làm ra điều gì dại dột sao? Cậu định làm gì? Nhớ lời tôi dặn đi, phải sống hạnh phúc thay phần tôi nữa. Cậu muốn làm gì hả? Mau trả lời tôi đi. Đến lúc tôi phải học cách buông bỏ rồi. Tôi đã định cùng cậu nhảy xuống đây, nhưng có lẽ tôi đi một mình sẽ tốt hơn. Nói xong Tiên cứ như vậy nhảy qua thành cầu rồi thả người tự do rơi xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi chỉ biết đứng bất lực tại chỗ mà lớn tiếng gào lên. Đừng, đừng mà, Tiên. Tôi đưa mắt nhìn quanh lớn tiếng hô hào. Có ai không? Cứu, cứu với, có người nhảy cầu tự tử. Nhóm người gần đó cũng theo tiếng hét của tôi mà chạy đến. Một bóng người quen thuộc chạy đến trước mặt của tôi mà kéo tôi ôm chặt vào lòng. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc khiến tôi khóc lớn hơn. Là thầy có phải không? Ừ, anh về rồi đây. Mau cho người xuống cứu Tiên đi, cô nhảy xuống dưới rồi. Cô đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng của tôi, anh trấn an. Bình tĩnh nào. Anh sẽ kêu người xuống cứu cô ấy, em đừng lo. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.